Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bên Con Hành. Các bạn đã bao giờ đi thang máy và tưởng tượng gặp những thứ kinh dị ở trong thang máy chưa? Em có tưởng tượng rồi, nhưng mà xong em lại không tưởng tượng nữa. Thế thì ốc mới chỉ đang tưởng tượng thôi. Vậy trong video ngày hôm nay, anh sẽ cho ốc và các bạn đi trải nghiệm thực tế. Chúng ta sẽ đi những chuyến thang máy mà các bạn chưa bao giờ được thấy luôn. Đó là những con quái vật, những thứ rất là kinh dị ở đấy. Ui sợ quá, sợ quá. Ui tò mò quá. Các bạn hãy nhớ nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đi thang máy luôn. Đúng rồi, xem bạn sống sót được đến bao nhiêu tầng. Các bạn ơi, anh đang ở một khu vui chơi rất xa. Nhưng không phải đâu, anh đập đầu xuống đất, anh bị ngất các bạn ạ. Trời ơi, anh chơi cầu trượt một cách rất là ngu người, không thể tự cười. Lộn ngược đấy các bạn. Đây người ta gọi là lộn tùng phèo. Ui Bê Quý Thành ơi, ra đây em bảo. Sao lại có một cái cổng nhìn nó giống như là một cái mồm của một tên hề ấy. Đấy gọi là cổng thang máy ác quỷ. Nơi mà chúng ta đến, chúng ta sẽ gặp được những nhân vật. Ví dụ như Five Nights at Freddy. Freddy trong tựa game đấy này. Em thấy có cả Peppa. Ừ, heo Peppa xấu như ma này. Cái gì vậy bạn ơi? Chú hề Pennywise. Ui, con này là con gì đây? Ui, dưới đây là cái gì đây? Ôi, nói chung chỉ là một căn phòng rất là xấu xí. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào thang máy này thôi ốc ơi. Ui đây này. Ôi ông ơi, đi vào đây với anh. Cái gì? Em làm gì? Đây này, em đang nhìn thấy là chúng ta có thể tồn tại khi mà vượt qua những cái con quái vật này không? Ui, quái vật thế, có cả cái gì khủng long luôn, có cả con mèo, có rất nhiều con bí ẩn nữa, Slenderman. Ui, có ôm ăn ớt luôn nè. Thôi đi ông ơi. Ui, em thấy có cả Sonic, sợ quá. Đi vào đây. Cảm giác đây rồi, mình đã bắt đầu chuyến thám hiểm chiếc thang máy đáng sợ nhất Nam đây rồi. Ủa mọi người có cái gì đấy? Sao mình không có cái gì ấy? Mình không mua đèn, mua đuốc gì ốc ạ? Mình ngu thật rồi. Mọi người có kinh nghiệm vào đây mọi người mua đuốc rồi. Ủa gì vậy? Hả? Sao lại bay vào thang máy hết rồi? Mọi người mua đèn, mua đuốc ở đâu? Cũng sinh tồn sống cùng mọi người nè. Anh cũng ở đây mà, anh đã đi hy sinh đâu. Anh đâu? Anh đây. Ui sao mọi người, trông mọi người cứ lồng lộn cái đèn tét 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 tét, mình chả nhìn thấy ai. Mọi người đang nổi lửa lên em đấy. Mọi người đang nướng barbecue à? No, đốt sáng, anh nghĩ là tí chúng ta sẽ đi đến một chỗ nào đấy rất là tối. Đi chưa, mở cửa chưa? Ui mọi người có ánh lửa xanh luôn Bê Quý Thành ạ. Ai có ánh lửa cho mình đi cùng với? Cho tụi mình hãy hay đi cùng những người có ánh lửa. Đi theo mọi người đi, mình đang không có đèn. Mình đang không có đèn các bạn ạ. Ốc cho anh theo với. Đây. Cuộc sống cạnh tranh ai nhanh mạnh nhất, hiểu không? Đúng, hợp lý. Ai nhanh thì chết đấy. đây à? Ui đây. Đây. Ui. Sao lại để nhảy xuống? Ui. Tối quá. Tối như tương lai của ông. Ui, anh nhảy xuống đây không biết anh đang đi đâu nè. Sao anh lại nhảy xuống? Anh phải ở bên những người có đèn như em nè. Tối cô đơn quá. Sát thủ, chạy thôi, sát thủ. Toàn súng. Có sát thủ không? Có sát thủ luôn mà. Em thấy sát thủ mà, sát thủ cầm dao xiên luôn, sợ lắm. Ôi trời ơi. Ôi. Ôi. Ôi thắng rồi, em thắng rồi. Anh trụ được, anh đi lung tung ở đây, anh chống các bạn ảo thật đấy. Anh vừa thấy một bạn bị xiên tung người luôn mà. Rồi, đi theo mọi người các bạn ạ. Ôi nó đuổi à, sát thủ cầm dao à? Không biết là tầng này mình sẽ gặp cái gì đây các bạn ơi. Toàn những thứ kinh dị đáng sợ thôi. Sợ tụt quần luôn. Tụt quần đội vào đầu phát là mình không nhìn gì, mình không sợ các bạn. Cái gì vậy bạn ơi? Đây rồi. Đi thôi mọi người. Có đèn cho mình đi với, có đèn đi chung. Đây mấy bạn này biết đi này. Mọi người đi nhanh thế. Đợi mình với. Không phải, đường cụt. Đi loạn hết cả lên nè, đi bên này rồi. Đây, đúng không, đây mọi người. Đây rồi, đi nào đây. Ô, gặp nhau à? Ôi, chạy đi. Ôi, con ma điên. Qua đây, chờ qua đây các bạn ơi. Cho anh đi theo với, cho mình theo với. Mình theo với. Ui, con ma điên, đi quay đầu, quay xe, con ma điên. Con ma điên kìa, con cái bắt cái bom. Yes. Chúng mình tại sống được mà. Đúng rồi. Mình sống được cái tầng thứ 3 rồi. Mình đúng là mình may mắn quá, mình cứ đi theo mấy bạn ấy thôi. Xong rồi mình thấy con ma điên, mình lại quay xe. Anh thấy con ma đấy nó cắn một bạn chết nhăn răng mà. Được pizza này ốc nè. Em không có. Không được pizza.
quỷ. Hình như là người ta random á, người ta random thôi. Những người yếu máu mới được mà cho pizza. Đâu, anh còn nguyên máu yếu máu đâu. Ô, nhảy xuống à? Nhảy hết xuống này, nhảy xuống thôi. Ủa, cái gì vậy? Ôi, tối quá mọi người ơi. Ủa, các bạn ơi, đèn đâu hết rồi. Ủa, gì vậy? Đây, 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 đứng đứng cùng bạn này các bạn ạ. Đây, các bạn đi lấy lửa. Ồ, lấy lửa à? Ừ. Uầy, Pennywise, chạy đi! Pennywise! Pennywise à? Ơ, Pennywise bị mắc rồi, Pennywise! Tối quá chạy ngược lại các bạn ạ. Đâu, Pennywise ở đâu rồi? Pennywise đang chém. Đang chém à? Ừ. Đây, Pennywise. Ui, Pennywise chém bạn kia chết rồi. Ui, Pennywise chém chết rồi. Ui, Pennywise chém mất rồi. Không, đừng. Ui, Pennywise chém anh rồi. Pennywise chém em rồi. Ôi, hai đứa bị chém luôn. Người ta gọi là số phận cùng nhau đấy ông. Bị Pennywise xẻ mông rồi. Rồi các bạn ơi, mình phải đi tìm chỗ mua đồ đã. Hình như là vào đây mua được đồ nè. Mua cây đuốc nè. Ồ, dẫm vào đây có tiền mua đuốc nè. Ồ, đuốc màu xanh đắt không? Em có pizza này. Ồ, anh có 600 tiền. Em có cái này. À, có cái này chạy nhanh nè. Baby Thành ơi, nhìn nè. Ồ, mua luôn. Ok. Em có đuốc xanh. Bảo sao nữa, mình không có giày đấy, mình không chạy được các bạn ạ. À. Đúng. Hồi máu à? À, một x lai như là một thêm một mạng hả? Đúng. Ừ, thêm một mạng khi cần. Rồi đi thôi thì cần thế thôi các bạn. Đi thôi. Đi nào các bạn ơi. Nhiều quá xong đến lúc rối đấy. Mất điện rồi. Cho này vui phết các bạn ơi, kiểu bị giật mình á. Kinh thật đấy các bạn. Ai tưởng mày dùng một lần là hết à? Ừ. Ôi. Cánh cửa magic gì đây? Cánh cửa magic đưa mình đến. Ôi cái gì đấy? Không hiểu. Ôi, cái gì chém đấy? Ôi, ê, sát thủ. Sát thủ chém. Sát thủ chém em. Sống rồi. Mình phải ăn pizza thôi. Vỗ tay. Mày thế nhé, ui, thấy nó đuổi rồi, anh chạy mất hút luôn, bắn đeo giày và anh chạy luôn. Cái con đấy nó ghê lắm luôn ấy. Nó cầm dao nó xẹt nó mà không đi nhanh xẻo. May mà em lắp giày vào phát nha. Anh thế là em chạy được đó. Anh cũng đeo giày và anh chạy nhanh luôn. Tên sát thủ khó nhận ra tại vì nó cùng kích thước với những bạn khác. Đúng rồi. Chứ nó không có cái kiểu giống như là hình dáng khác hay là như thế nào. Đang nhìn tưởng đồng đội nhìn phát thấy nó cầm dao nó đuổi mình sợ thật. Đây có đuốc rồi này mình đi nó. Ủa cái gì đấy? À cái này chắc gặp Freddy rồi. Gì đây? Gì đây? Sao tự nhiên lại có con này là sao? Có mắt nó đỏ kìa. Mắt đỏ ngòm kìa. Nó biến thành quái vật à? Ui nó bắt người à? Ôi sợ thế. Ôi nó bắt người à? Ôi cứu tôi. Nó đi vào thang máy chết mà. Đạp sát cái thang máy các bạn ạ. Trời kinh chết quá. Chết cả đống người này. Các bạn đi học chết cả một đống người này. Kinh thật sự. Ảo rồi các bạn, ảo rồi. Cái đấy nhờ nó đi vào, mình cứ tưởng trong đấy bất tử. Cái này mua gì đây, 199 point, cái này tác dụng để làm gì đây? Speed là gì á? Tốc độ á? Chẳng biết cái không, này để làm em gì. Em chỉ mua thế thôi. Thôi đi, anh cũng vậy. Anh mua thêm cái bánh pizza anh ăn. Rồi đi vào thôi ok. Đi. Mọi người chết liên tục các bạn ạ. Nhưng mà khó, quả đấy khó không biết. Cái đấy nó không chạy đâu được á. Ủa cái gì đây? Gì đấy? Siêu nhân à? Siêu nhân nè. Bạn thấy sướng siêu nhân không? Mọi người nhảy lên chiếc này, mình cũng nhảy lên này thử. Có thấy cái gì ở dưới đâu nhỉ các bạn nhỉ? Ừ. Nhưng mà mình thấy một bộ trưng bày siêu nhân ở dưới. Ôi, nhìn nè, siêu nhân đâu rồi? Đâu, siêu nhân đâu? Nó chém kìa. Thấy nó chém bằng bạn xong rồi. Ôi, nó đang nhảy như đứa điên luôn rồi. Trời ơi, ý nghĩa của các loài hoa bỉ ngạn à. Đấy không, nó đang nhảy ở cửa ấy, vòng vàng ấy. Bỉ ngạn vàng chứng tỏ siêu nhân vàng. What the hell? Bỉ ngạn vàng siêu nhân vàng thôi. Anh không biết ý nghĩa các loài hoa bỉ ngạn à. Em mới xem được trên top top đấy. Nó bị điên rồi các bạn, nó cứ đứng nhảy ở cửa thôi. Yes, sống rồi, con này nó bị điên một tí. Nó xiên được một bạn ấy. Nó xiên được một đứa. Tò mò phết các bạn, không biết gặp cái gì, không biết gặp mai, gặp gì ở đây. Trời ơi. Hình như cái lò xo giúp đẩy những cái con quái vật bay ra xa. Ủa, khu vui chơi.
Ôi trời. Mình về ban đầu rồi nè. Ồ, sao mình lại về ban đầu nhỉ? À hết rồi, thác cả thằng hết rồi. Thế mình phải tiếp tục đi tiếp thôi. Đi tiếp thôi à? Ừ. Đi tiếp thôi. Ừ. Ồ, không đi được. Không đi được. Đây. Cô đẩy mình ra này. Ờ nhở. Từ từ, có gì rõ lạ lạ đây nha. Ừ. Chưa chắc đâu nha, chưa chắc đâu, trèo lên trên này đi ông ơi. Lừa đấy. Lừa đấy. Lừa. Có gì đó rất ảo. Đúng rồi. Như kiểu đây là một cái map fake. Đó đâu. À, con mặt trắng này kìa. Bảo rồi. Anh nghi rồi mà. Ui Freddy kìa. Ui mấy con ở trong này nó chạy ra hết. Pick. Chạy đi. Peppa Pig. Con pick đuổi anh ấy. Không, anh chạy rồi, anh có giày. Ôi thằng này nó chém anh. Ui. Ôi Pennywise. Yes. Anh chết rồi. Anh chưa hả? Anh con kia nó chém anh. Mình vẫn sống các bạn ơi. Bên đấy nhảy xuống, anh nhảy xuống rồi nhưng mà bị chém. Rồi xem ốc kiểu gì nha các bạn. Bê Quý Thành cũng thông minh nhưng mà không, anh tưởng có mỗi con Piggy ở đấy thôi. Không, con Pennywise cũng ở đấy luôn. Con sát thủ cũng ở đấy luôn. Anh vừa quay bên nó chém thì nó đi luôn. Rồi em xong rồi. Vẫn là cái map đấy các bạn ơi. Rồi ốc leo lên. Ốc chắc chắn sẽ chết. Ốc không thể sống được đâu. Nói chung là cái map chỗ đoạn đấy là mấy con ở trong tủ nó chui ra hết đấy. Anh nghĩ thế. Rồi xong, nó chuẩn bị lao ra, nó cắn ốc một cách rất là đau đớn ấy các bạn. Rồi, có đứa chết rồi đấy, có đứa chết rồi. Có đứa chết rồi kìa các bạn. Có đứa chết rồi. Yeah. Rồi con pick bắt đầu lên. Pick lên. Rồi sao ông bị đập? Đập ông đi Huệ ơi. Lao xuống gặp ngay Freddy. Freddy cắn ông luôn các bạn. Ok, Freddy cắn ông luôn. Ông đã được quay trở lại chơi cùng Bê Quý Thành. Rồi ok, vào làm phát nữa nào. Các bạn ơi. Phải làm mình nghĩ cũng chẳng cần đâu, mình sẽ mua cái đuốc này thôi chứ mình cũng chẳng cần gì. Chắc gì đã sống ở đến bàn sau mà dùng nhiều item. Rồi đi vào thôi, ok. Đi vào đi mọi người ơi. Úi dồi, trôi vào. Rồi xong, lần này con biết gặp thứ gì đây. Đây rồi, ui cái gì ơi. Gì đây? Ai, có gì đó ở đây rất kỳ lạ. Rồi xong, màu xanh. Ồ, rồi xong, mất điện rồi. Gì đấy? Phải tập trung các bạn ạ, không biết đứa nào là địch. Vì rất khó nhìn. Ui, một vụ nổ. Ồ, có một đứa chứ. Slenderman. Ồ, Slenderman kìa các bạn ơi. Im, đừng im. Slenderman mặt trắng kìa đấy, đang đi ấy. Ồ, nó đập đổ cái này rồi. Đúng rồi. Ồ, Slenderman đây này, trắng đây này, thấy chưa các bạn? Slenderman chưa, đang đứng yên như đứa điên rồi. Đấy, Slenderman này. Đoạn này mình đứng im thôi. Anh ra đây nhìn mặt Slenderman rồi các bạn. Ôi, yeah. Thắng rồi. Đoạn này mình chỉ đứng im thôi các bạn ạ, không làm gì hết. Đứa nào xui thì bị Slenderman dí thôi. Mình đứng im không việc gì. Slenderman mặt trắng xóa luôn nhưng mà không sợ lắm. Bây giờ là chúng ta tìm với màn tiếp. Ôi, theo. Chị ốc à, để ọp phát hâm mộ đã. À, vào thằng máy kinh dị cũng có fan hả? Hảo thật đấy. Rồi kinh quá các bạn ơi, ốc đi đâu cũng có fan mà chat với fan Bình Thành. Ai là fan Bình Thành nhớ bình luận dưới bấm like video cho anh nhá. Đủ 5.000 like anh cực kỳ thấy các bạn đẹp trai luôn. Lùm cây thấy bất ổn rồi. Trốn à? Hình như phải trốn trong lùm cây ốc ạ. Không. Ủa, anh lên trên này rồi ốc ơi. Anh lên trên kiểu gì đấy? Ủa, khủng long. Khủng long kìa. Đâu? Ôi. Khủng long ơi. Khủng long bao chúa. Anh lên trên kiểu gì đấy? Nhảy lên. Yes. Yeah. Ông thấy khủng long không? Có, em thấy cái mổ nó. Khủng long anh thấy lên mặt và kinh thật. Khủng long bao chúa. Khủng long ạ. Ôi, tí nữa thì trở thành tiếp thức ăn cho khủng long các tiếp. Bạn ạ. Chị lên lời gì lại kết bạn với em được không ạ? À? Chị ốc đâu em Bê Quý Thành đâu? Cười thật. Đang quay video nhé. Ây, giời lại off fan, suốt ngày off fan. Suốt off fan Roblox suốt này. Muốn chơi cùng Bê Quý Thành thì theo dõi nick Roblox của Bê Quý Thành nha. Nào, mình ra đi mấy đứa ơi. Nhà mắc thế, ui xong đi được. Đây rồi. Tối thế. Tối. Ủa cái gì ạ? Ôi, một ngôi nhà. Ồ. Rồi, lên mái nhà rồi. Ồ, ốc lên được à?
Chết rồi. Chả nhìn thấy gì hết. Gì vậy? Ui. Có gì xảy ra? Sương mù. Ui giời ơi, có đứa chết đấy. Có đứa chết, những đứa nào không lên được mái nhà là chết. À thế à? Ui đỏ, màn xương đỏ. Anh đâu có lên được mái nhà đâu. Ui, anh kém thế. Em ở trên mái nhà nè. Nhảy lung tung mới lên được thôi chứ không tự nhiên lên được đâu. Không, em lên được, em nhảy có chủ đích đó. Ui, thắng rồi. Ôi giời, chả hiểu chuyện gì luôn. Không, em biết con gì. Con gì? Nhưng hình như là phá lắc á. Và con lắc. Ma sơ á. Ừ. Ma sơ. Nó đi, nó con ma nó đi mà em thấy màu trắng đi lướt. Anh chẳng tập trung gì, anh cứ đứng ở trên anh tìm cách trốn. Anh tưởng nhảy nên phải lên trên. Rồi. Tiếp tục, ào phan mộ tiếp. Ồ, Yi được lên video rồi. Ok. Rồi các bạn ơi, không biết gặp thứ gì tiếp theo đây. 1000 tiền rồi. Dẫm lên đầu bạn này phát. Trời sợ ơi, quá, đoạn này lại có Slenderman rồi. Cuộc sống này quá sợ luôn. Ồ, lại Slenderman rồi. Trốn ở đầu này các bạn. Sao phải trốn? Đừng đẩy xuống nha, đừng đẩy em xuống nha. Em tránh ra đi, em kích dí mặt vào anh không? Anh đốt đầu em như trụi tóc bây giờ. Ơ kìa. Nó đổ. Ủa, có đứa bị chết mà. Slenderman kia rồi, Slenderman xuất hiện rồi. Slenderman xuất hiện rồi các bạn ạ. Như góc đấy góc chết của Slenderman. Nè, Slenderman đang đứng ở đây các bạn này. Slenderman, hello Slenderman. Slenderman vào đây đi nha. Thằng kia còn cố đạp ra nữa. Hình như có đứa, nếu mà ai không có item là hình như chết đấy. Rồi xong đạp ra chết chưa. Chết mấy đứa rồi ấy. Chết một đống luôn kia. Ui chết ba đứa. Ui thắng, mình thắng tiếp. Bạn kia cố đạp cái kia ra trêu trêu, thế là bị bỏ cổ. Chết nhân răng luôn. Cái tội chiêu Slenderman này, bạn sẽ trở thành người cực kỳ đen luôn. Chết nhân răng luôn. Không biết gặp thứ gì đây. Rất nhiều thứ hay ho luôn. Mình không thể tưởng tượng nó sẽ xuất hiện ở trong cái thang máy này luôn các bạn. Thang máy này, thang máy vũ trụ à. Đưa mình đến bất kỳ nơi đâu mình cũng không biết nữa. Mình sinh tồn cũng lâu phết đấy. Ờ, sống dai phết. Trộm vía. Sống dai phết. Đây rồi, khu nào đây? Trông nguy hiểm ấy. Trông như là Final Freddy này. Ờ, trông như kiểu Final Freddy rồi. Từ. Ui, không ra được. Con hề. Con hề à? Đâu? Thấy con gì đâu? Con hề bên ngoài không nhìn thấy à? Không, anh trèo lên trên nóc rồi. Chúng ta có những chỗ trốn ở trong cái game này nha các bạn. Đúng rồi, đứng đấy là sẽ không sao. Ấy, có đứa chết rồi đấy. Đấy, có đứa thì giết ra. Em nhìn được mặt con hề, ui các bạn ơi. Không phải con hề, cái con này ở trong Final Freddy. Thấy không, người nói nhờ. Ôi, mất điện. Ui, em trốn hẳn vào trong rồi, Bêu Thành ạ. Cùng với một bạn nữa. Giật chật chân rơi xuống thì đi gặp các cụ luôn. Đây, em trốn hẳn vào trong góc tường luôn rồi ấy. Đằng sau ở đấy luôn á. Để, ui, ngay dưới chân luôn mà. Ừ. Các bạn ơi, tha mình bạn ơi. Mình còn không nhìn thấy gì tại vì mình không mất góc nhìn rồi. Ôi, nó ngay dưới chân mình luôn ấy. Quả đấy mình trượt chân rơi xuống là mình bị cắn cụt chân luôn. Quả đấy là một nhân vật ở trong Final Freddy, anh quên mất tên rồi. Rồi, không biết là gặp cái gì nữa đây. Này, sống hơi lâu ấy, có kinh nghiệm rồi. Được của nó đấy. Rồi. Đây không? Kiểu lại có những bạn biết chơi ấy, mình chơi theo. Đúng rồi. Người ta có kinh nghiệm mình bắt trước. Ôi, căn phòng, nhà rất sạch đẹp này, có gì đây? Có gì ở đây nhỉ? Nhà này có gì độc lạ nhỉ? Này có gì nhỉ? Cái thằng kia nó mang cái đồ gọi là rất là to để chắn đường, chả nhìn thấy cái gì các bạn. Rình ở đấy lại chết. Mình đang quan sát bạn ơi, lặng lẽ quan sát thôi. Chắc chắn nó sẽ vào đây và nó đồ sát. Đúng rồi. Chỉ biết là con gì thôi. Cái gì lửa cháy này. Lửa hận thù đấy. Lửa hận thù đốt cháy kia cài ta. Mọi người đâu rồi? Mọi người đang đi vào phòng các bạn. Mọi người đi vào phòng á? Ui, sát thủ. Em chết rồi. Sát thủ Bêu Thành ạ. Sát thủ à? Anh trốn vào trong phòng. Người em trốn ngay trên đàn piano, thế là nó giết em luôn. Nó xiên ốc à? Sát thủ à? Sát thủ ngồi trên ngọn đu đủ. Thế là nó không phát hiện được cái Thành rồi. Anh tỉnh lắm, đây rồi. Ông yên tâm đi, anh sẽ sống dai. Không biết chưa gặp được cái con gì độc lạ lắm. Ở mấy màn này nó toàn kiểu lao ra cắn bất ngờ.
mình phải trốn trước các bạn ạ. Ngu gì đợi nó cắn nhớ. Chả làm gì nó không được đâu. Lại là Slenderman. Slenderman có gì mà đáng sợ. Đứng đây là Slenderman gọi là chích nhắt luôn. Nhưng mà Slenderman giết được khối đấy. Đúng không? Đúng Slenderman không? Hay là con gì khác? Chưa chắc rồi. Cùng một khu có thể là có một con gì đấy xuất hiện nha. Không không, chắc là mỗi một khu có một con thôi. Đấy, một cú vụ nổ. Nổ gì ấy, bùm một phát thằng kia bay tan tành luôn mà. Chết luôn. Đấy, Slenderman kìa. Slenderman. Slenderman, hello. How are you? I'm fine, thanh. Mặt mũi của bạn đâu? Hả? Mặt mũi của bạn, ôi nó chết rồi, nó đi vào kìa. Nó đi vào cái thằng kia ngủ thế. Ôi, nó bóc cổ bạn kia chết nhiều mà. Ừ, chết nhiều mà. Ui, chết hai đứa combo luôn. Ui, bạn kia đi dí mặt vào tường. Hai đứa kia đi gần đi chết luôn rồi. À, ok, sống rồi. Bình ảnh quá hay. Slenderman không làm khó được anh biết cách để trốn Slenderman rồi. Bạn bị kinh rồi. Mới nha. Cái gì đây? Ôi, không có chỗ chạy luôn. Leo lên. Chui được vào đây không? Không. Leo lên không? Ô, thằng kia sao? Rồi, mất điện rồi. Mất điện này nguy kịch rồi, thằng kia treo lên kiểu gì ấy. Đi xem bên kia rồi nào. Dẫm bên đầu người chơi. SCP 173. Chạy đi. Không cần chạy đâu. Đây, nó đây này. Ừ, nhưng mà phải chạy chứ. Không, nó không đuổi anh đâu. Sao thế? Này, anh nhìn thấy đuổi anh đâu. Anh ăn mình pizza. Chết rồi, tối rồi. Tắt đèn ngủ tất tố rồi. Tắt đèn rồi. Tắt đèn nó mới đuổi đó. Đây có đứa chết kìa. Đứa chết ở góc đấy, chứng tỏ nó đang ở góc đấy các bạn ạ. Ừ. Đây rồi. Wow, nó bóp cổ luôn mà. Ôi, Bêu Thành vẫn sống. Sống Bêu dai gớm. Cực kỳ sống dai vì anh là người đẹp trai. Ok. Thôi, ốc ở fan hâm mộ đây. Of fan đây. Còn anh sẽ sống dai nhất có thể ở đây luôn. Không bao giờ. Ốc Cute ơi. Nó không biết cánh cửa này sẽ ra cái gì các bạn ơi. Thật sự là rất tò mò. Sao đứa này nó lại bảo là Bê Quy Thành câm dĩ ta là sao? Bê Quy Thành đang quay video. Đúng rồi, lại là cái con kia. Từ anh đi vào tìm nó xem nào. Lần này anh sẽ đứng ở bên dưới nhá. Để xem con này nó trông như thế nào nhá. Anh trốn ở trong thang máy. Ok kìa, nó kia kìa các bạn nào. Thấy không? Thấy vừa thấy nó. Đấy, lần này thấy rõ rồi. Trong thang máy chắc nó không vào nữa đâu. Có, nó vào đó. Ừ, kinh kìa đấy, mặt nó kìa. Kinh đấy. Trốn. Mọi người trốn đi, ông nó bắt mọi người đấy. Dẫm đến đầu bạn này luôn các bạn ạ. Nó ở ngoài kia đang giết bao nhiêu người kìa. Ui rồi, nó nhảy, ui rồi. Ui kìa, nó soi vào mấy đứa kia kìa. Rồi, thắng rồi. Sống ngay. Người ta gọi là vừa may vừa giỏi. Ừ. Trời, ghê chưa. Ốc gà, bị con kia nó đập chết. Thế mình đi vào phòng, mình đứng ngay ngoài phòng khách lo mình chả chết. Đứng ngoài phòng khách bảo anh xiên tôi đi, nó sẽ xiên cho. Ờ đúng, phà đấy dãi quá, ngu quá. Giờ em mới biết em ngủ. Ừ. Quá gà, ốc quá gà các bạn. Đây nhá, bây giờ mình sẽ đi khám phá rồi này. Xem anh đi vào chỗ này này, gì tối này. Ồ, chỗ này mới nha, chưa biết là con gì ở đây đây. Kìa, có đứa chết, ôi. Yeah, đừng đến gần nó đấy. Nó có đuổi mình đâu. Đến gần nó chết, quay lại đi. Nó có gần đến gần nhá, nó xích gần lại. Đấy, nó đuổi rồi nè. Đi giày và chạy cho nhanh các bạn ạ. Mọi người ơi, đi vào đi. Nó mà dồn vào thang máy thì chạy sao. Ôi. Thôi xong rồi. Không rồi. Nó đi tận từng đứa rồi. Oh. Nó đi xa. Ui, nó dí tiếp Bê Quy Thành rồi. Chưa chết. Anh chưa chết. Nó dí thế thì ăn mặt chơi. Nó dí thẳng vào thang máy. Đúng rồi, chúng tôi chịu các bạn. Không có lối nào. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay, Bê Quy Thành Úc đã khám phá rất nhiều tầng kinh dị của cái thang máy cực kỳ đáng sợ này. Nhưng cũng vui. Nhưng rất là vui. Và các bạn có thể vào đây để thám hiểm nhé. Còn bây giờ chắc tụi mình dừng video ở đây thôi. Hẹn gặp lại bạn bè sau. Bye bye.